Hôm nay Richard bay từ Mỹ sang Anh. Chàng đang bận rộn khám phá sân bay Orlando. Có rất nhiều thứ thú vị ở đây, một đài phun nước rất lớn. Cửa hàng Disney với trang trí ấn tượng ngay từ bên ngoài, một chuột Mickey bự, tòa lâu đài. Và một cái cây với đủ loại động vật được khắc nổi đến từng chi tiết một. Richard thấy một bức tượng với nhiều răng to. Mami đút tay vô. Richard không sợ, cũng đút tay vô luôn. Ồ, đây là Harry Potter. Richard chưa đọc gì về Harry Potter cả. Mami hù một cái, Richard chạy lẹ luôn. Đồ phi hành gia, ấn nút bíp bíp. Richard thích thử nghiệm nhiều loại phương tiện khác nhau. Những sân bay lớn được trang bị Air Trains là tàu điện chạy trên không, không người lái. Và đây là một trong những phương tiện mà Richard cực kỳ thích. 4 tuổi, Richard chính thức tự kéo vali và di chuyển như một nhà du lịch thực thụ.